nguyên nhân của thất bại. Con chào sư phụ. Chào các con. Sư phụ à, chúng con đến đây trồng rau giúp sư phụ đó. Tường Hòa, Quan Hỷ, các con cũng muốn trồng rau nữa à? Dạ phải, ngày nào sư phụ cũng giúp giả như vậy. Chúng con làm xong việc của mình rồi, nên cũng muốn ra đây giúp sư phụ đó. Sư phụ trồng mảnh đất này là định đem những gì làm được chia cho những người nghèo, thay vì con trồng giúp, chi bằng trồng thêm một miếng khác. Thưa sư phụ, có phải là sư phụ muốn chúng con tự trồng không? Vậy thì tốt quá. Hai con đừng vội vui mừng. Việc trồng rau có thể nói là không đơn giản, nó tốn rất nhiều tâm lực và sức lực. Trước hết cần phải cày ruộng, băm đất ra cho nhuyễn, thì cây cối mới sinh sôi nảy nở, tươi tốt được. Phải cào cho sạch rác rưới ở trong đất, gieo giống, bón phân và tưới nước, vân vân, đều là những công việc rất nặng nề. Đây có thể nói là sự trải nghiệm không nhỏ. Các con có muốn làm hay không? Tôi qua. Thưa sư phụ, nếu có thể giúp được người khác thì chúng con phải vất vả một chút cũng không sao đâu. Dạ phải, thưa sư phụ, chúng con làm được mà. Được, vậy sư phụ cho các con trồng một mảnh. Các con cố gắng trồng ruộng phước này nha. Quan Hỷ à, vậy thôi, chúng ta mau đi trồng rau đi. Để ngủ thêm một chút nữa đây. Quan Hỷ à, để hãy mau tỉnh dậy hẳn đi. À, con chào sư phụ. Chào các con. Quan Hỷ à. Sư huynh à, huynh làm đệ hết hồn đó. Quan Hỷ à, sao đệ không tập trung làm vậy? Đệ buồn ngủ quá à. Quan Hỷ à, nếu đã quyết định làm thì không có được hời hợt đó. Lát nữa sẽ hết ngủ thôi, có biết không? Số rau này trồng ra chính là để giúp cho người khác đó. Đệ không biết hả? Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Đệ sẽ cố gắng. Tốt lắm, vậy chúng ta phải cố gắng hơn một chút nữa nha. Hôm nay phải xới đất cho xong, để thấy sao. Dạ. Cuốn nè. Sư huynh ơi, đất cứng quá à, để cuốn không có nổi. Huynh cũng vậy. Huynh đào trúng một đống đá nhỏ, thật là không có cách gì trồng rồi. Đất gì mà đào không được, làm sao mà trồng bây giờ? Huynh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Sư huynh ơi, huynh đừng có như vậy nữa. Chúng ta đi nói lại với sư phụ đi. Dạ. Sư phụ ơi. Chuyện gì vậy? Hai con dọn đất xong chưa? Thưa sư phụ, chúng con đang rất cố gắng cuốc đất, nhưng mà đất ở dưới có đá nên cuốc không có được. Làm sao bây giờ? Thưa sư phụ, chúng con sợ rằng mảnh đất này không có trồng được cái gì hết. Vậy các con định bỏ cuộc à? Dạ thưa không, nhưng có quá nhiều đá. Con mỏi mệt quá à. Được rồi, vậy chúng ta qua bên kia thử xem. Thật ra đất xung quanh đây đều có đầy đá nhỏ. Hả? Chỗ nào cũng vậy sao? Vậy thì làm sao mà trồng được đây? Những mẫu đất xung quanh đây đều có những khó khăn mà các con đang gặp phải. Đất đai chúng cằn cỗi như nhau. Nếu muốn làm được nên việc thì các con chỉ có thể nghĩ cách khắc phục. Chỗ nào có đá thì moi lên từng viên, đừng có coi thường bỏ sót. Phải moi lên từng viên hả? Thì ra là giúp giả quá ha. Đúng vậy. Nhưng mà các con đừng sợ khó. Cuộc đời có khổ thì mới vui và phong phú. Cuộc đời có tử có sanh là lẽ tự nhiên. Cuộc đời có được có mất mới là công bằng. Cuộc đời có thành có bại mới là hợp lý. Có đôi khi chúng ta vì khó khăn hoặc thất bại làm lệch bước đi, mà lệch bước đi thì phải điều chỉnh lại. Lúc này các con không nên nản lòng, cô biết không? Dạ, con biết rồi.